Bài tập cơ bản số 2, dây ngang dọc phần lưng dưới kết hợp với bài tập hông. Tác dụng: bài tập sẽ giúp kéo giãn cột sống một cách tự nhiên, đồng thời phần cơ và huyệt đạo tại vị trí lưng dưới sẽ được massage đã thông nhờ các đấm gai silicon y tế và tác dụng của phần nhiệt. Bằng sự tích hợp kéo giãn cột sống, massage phần cơ và đã thông các mạch máu sẽ giúp người tập thư giãn, giảm sự ảnh hưởng bởi cơn đau, mỏi gây ra do thoái hóa cột sống và thoát vị đĩa đệm. Bài tập bắt đầu từ vị trí xương cùng cục S5 đến S1, đi dần lên vị trí cột sống lưng L5 đến L1 và tác động lên các huyệt đạo hoàng khiêu, mệnh môn, thần nhu, tỳ nhu. Động tác số 1: dây dọc kết hợp với dây ngang dành cho phần lưng dưới, từ đuôi cột sống đến chạm phần mạng sườn. Người tập nằm thư giãn trên thảm tập, chống chân nhấc cơ thể lên khỏi mặt đất, vai và đầu làm điểm tỳ, dùng lực của bàn chân đẩy cơ thể lên xuống. Dây dọc ngắn tại một điểm cố định khoảng 5 đến 7 lần. Nghiêng chân sang hai bên, trái và phải, lặp lại từ 3 đến 5 lần cho mỗi bên, giữ 3 đến 5 giây mỗi vị trí dừng lại. Thực hiện lại các động tác dây dọc và dây ngang trên con lăn ở các vị trí tiến lên phía trên, kết thúc tại vị trí ngang bằng sườn, hoặc nếu người tập cảm thấy khó chịu, không thể thực hiện được động tác. Động tác số 2: các động tác hông trên con lăn, gập hông, ép hông và xoay hông. Đưa con lăn về vùng xương cùng cục, hai tay giữ hai đầu con lăn, gập hai chân ép sâu sát vào ngực, giữ 5 đến 10 giây. Đưa chân về vị trí ban đầu, thực hiện động tác từ 3 đến 5 lần. Nhấc chân, nghiêng người để ép phần hông nghiêng sang hai bên, giữ 3 đến 5 giây tại một tư thế dựng. Thực hiện động tác từ 3 đến 5 lần. Nhấc chân, xoay tròn hông ngược và xuôi theo chiều kim đồng hồ từ 3 đến 5 lần mỗi chiều. Lưu ý: các bài tập liên quan đến phần lưng dưới và hông yêu cầu tập chậm, chú ý thư giãn, thả lỏng, cảm nhận cơ thể trong quá trình tập. Sau khi kết thúc bài tập thì di chuyển con lăn ra khỏi người, nằm thư giãn cơ thể trong trạng thái thả lỏng từ 1 đến 2 phút và cảm nhận sự thay đổi đối với phần lưng dưới. Đối với những người bị đau cột sống do thoát vị đĩa đệm, có thể bỏ qua vị trí tập ngay tại điểm đau. Nên tập từ các vùng xung quanh điểm đau, phía trên, phía dưới, để hỗ trợ giảm đau cho vùng bị tổn thương. Sau vài buổi tập đỡ đau thì mới tập vào điểm đó. Đối với các động tác hông, nếu người tập cảm thấy mỏi, khó chịu, bị đau tại phần hông thì có thể giảm bớt cường độ tập hoặc bỏ qua động tác khó. Đến khi cơ thể quen dần với bài tập thì mới thực hiện các động tác này.